đây, xong rồi này cả nhà, mời cả nhà. Thì cũng có giá, hành tây, đó những cái gì mà căn bản thôi. Rồi mình có cái hũ phở, nước cốt phở này, bò với lại miếng mực khô nha. Cái con mực khô nó đã bự nha, bớt cho nó sạch cái máu tại vợ Mỹ này, nó đông đá để cho nó vô vô. Cái đường phèn lắc muỗng này sẽ lên, rồi mình bỏ thêm 2 muỗng giúp đá phần nước, em không thì phân. Mình lấy cái snap con thường mình đậy lên để cho nó sôi từ từ đi, không sao, gắp cái xương cổ nó ra nè. Đó, mình gắp ra, mình lấy bên chỗ nước lạnh, mình đổ vô để cho nó hạ nhiệt á, mình quậy đều nè, cho nó xây tròn vậy. Nếu mà các bạn mình lấy cái nắp mình đậy ra, mình để yên, đừng có đụng nó nữa nha, để cho nó lóng cái nước cặn xuống, nước trong ha. Rồi mình bỏ vô đây, mình nêm nếm, rồi mình hớt bột ra nha, mình nêm nếm cho vừa lên. Oh, hey.